Dạ em chào anh chị, mình đợi một xíu cho các anh chị khác vào nha. Dạ em chào các anh chị. Xin cái bình luận số 1 ạ. Dạ rồi, em bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay của mình nha. Rồi, em chào mừng các anh chị đối tác đã đến với buổi chia sẻ chiều ngày hôm nay. Em tên là Thu Hà, em đại diện cho BDB Tải Carbide, sẽ chia sẻ cho mình biết về sự khác biệt của tải Carbide cũng như là hướng dẫn cách sử dụng tải làm sao cho hiệu quả nhất. Thì để hiểu, em xin phép một phút em chuyển cái màn hình slide cho em. Dạ rồi. Để hiểu rõ hơn về tải Carbide thì em xin mời anh chị xem một chiếc video giới thiệu tổng quan về tải Carbide này nha. Xin giới thiệu thương hiệu tải Carbide đến từ Thái Lan. Siêu thấm, siêu mỏng, siêu mềm và siêu thoáng. Cùng tham quan nhà máy sản xuất của Carbide nhé. Tất cả vấn đề là sản xuất trong nhà máy đều là quy trình khép kín. Khi vào nhà máy, ở đây các chuyên gia sẽ phải nghiên cứu toàn quy trình một. Và đây là dây chuyền sản xuất tự động để làm ra sản phẩm. Bên cạnh đó cũng có dây chuyền bán tự động. Cuối cùng là khâu đóng gói, sẽ có công nhân kiểm tra thành phẩm cuối cùng để túi tải không bị lỗi. Nguyên vật liệu sẽ có tem dán trên bao bì thể hiện xuất xứ. Kho nguyên vật liệu này đều được nhập từ Mỹ và châu Âu. Giới thiệu về thiết kế của tải. Tải Carbide có thiết kế siêu mỏng, dày 0,2 cm và ôm sát mông. Chất liệu tải siêu mềm, được làm từ vải không dệt, không gây dị ứng cho đến. Tải siêu thoáng với 1 triệu lỗ chân lông thoáng khí nano, giúp thoát hơi ẩm nhanh chóng. Test độ thấm hút của Carbide. Trong quá trình sản xuất, các chuyên gia sẽ test độ thấm hút của tải. Tải thấm nhanh và đều, nước được thấm dàn trải, không gây vón cục dưới đáy tải. Cùng theo dõi video test trực tiếp tải với lượng nước 500 ml. Chứng nhận chất lượng của tải Carbide. Chứng nhận FDA là một chứng nhận về bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng của Hoa Kỳ. Chứng nhận CE là tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường của các thành viên EU tại châu Âu. Giấy chứng nhận hợp quy là sản phẩm được lưu thông tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Rồi, dạ. Chiếc video vừa rồi thì anh chị xem nó đã tổng quát được những thông tin cơ bản của tải Carbide, như là những thông tin tải thì có xuất xứ từ Thái Lan, nhà máy và quy trình sản xuất của tải đều là quy trình khép kín, nguyên vật liệu của tải thì mình đều được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, thiết kế của tải thì có thể thấy là siêu mỏng và siêu nhẹ, độ thấm hút của tải rất là nhanh và cái lượng nước thấm hút của nó cũng rất là nhiều, cũng như là những cái chứng nhận chất lượng của tải ở trên thị trường. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu vậy sự khác biệt của tải Carbide ở trên thị trường như thế nào so với lại những tải khác. Thì từ đó thì mình sẽ có được kiến thức để mà tư vấn tốt hơn cho khách hàng. Và đồng thời cũng giải thích được về giá thành của tải. Tại sao một túi tải mình sẽ có giá là 269.000.
và cũng có cái mức chiết khấu tả hiện nay ở trên sàn Robby. Mình đến với cái sự khác biệt đầu tiên. Thành phần quan trọng nhất của chiếc tả mình sẽ thấy đó là cái lớp thấm hút của tả. Nhìn vào hình thì mình thì anh chị cũng thấy được là chiếc tả nó có tốt hay không á, là nhờ vào cái nguyên liệu ở bên trong cái chiếc tả đó. Thì với cái công nghệ cũ thì cái chiếc tả nó sẽ được làm hoàn toàn từ bông. Thì cái loại tả này á, giá thành nó sẽ rất là rẻ. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái tả này nó sẽ rất là dày, và khi mà bé mặc á, bé sẽ bị nóng và khó chịu. Hơn nữa là cái tả này nó cũng không có tính thẩm mỹ cao nữa. Lúc mà bé mặc quần á, nó sẽ bị phồng ngay cái đáy quần, nhìn nó không có đẹp. Và cái công nghệ này thì thường bây giờ là đã không còn được sử dụng nữa. Và thay vào đó thì cái loại tả mà đang được dùng hiện nay nhiều nhất ở trên thị trường á, đó là cái loại tả kết hợp giữa bông và các hạt hút ẩm. Cái hạt hút ẩm này á, nó sẽ có chức năng là khóa nước và ngậm nước. Còn cái bông nó sẽ giúp cho chiếc tả nó không có bị trào ngược ra ngoài. Thì tuy nhiên cái loại tả này nó vẫn chưa được hoàn thiện lắm về cái độ dày. Thì ba mẹ vẫn thích cái chiếc tả nó mỏng hơn để mà cho bé dễ chịu hơn. Thì lúc đó mới có cái công nghệ mới. Đó là cái công nghệ là được làm hoàn toàn từ các hạt hút ẩm. Công nghệ này sẽ được các hãng tả cao cấp và cao bay đang sử dụng. Ưu điểm của loại tả này á, thì mình sẽ thấy do cái trong lớp tả nó chỉ có các hạt hút ẩm, nó không có bông, cho nên là nó sẽ rất là mỏng và nhẹ nữa. Nó giúp cho bé cảm thấy dễ chịu khi mặc. Và các hạt hút ẩm này là khi mà bé đi vệ sinh thì nước nó sẽ nở tròn đều ra và nó tràn đầy ra cái miếng tả. Nó giúp cho cái tả được thấm hút nhiều và nhanh hơn, và giúp cho cái mông bé lúc nào nó cũng khô thoáng, không có bị hầm bí. Chính vì cái tính năng này thì có thể nói cái giá thành của loại tả này nó sẽ cao hơn so với lại hai cái loại tả trên. Tuy nhiên anh chị đừng có lo lắng khi mà Kabai được đưa về Việt Nam thì công ty TBW đã cân chỉnh và điều chỉnh phù hợp cái giá làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Cho nên cái giá 269.000 là cái giá thành hợp lý khi mà mình dùng cái loại tả có chất lượng cao cấp. Cái sự khác biệt thứ hai mà anh chị có thể thấy ở tả Kabai, mình nói về cái phần phải làm ở bên ngoài tả nha. Cái phần phải này á, được làm từ vải không dệt. Thì cái loại vải không dệt này nè, nó sẽ có tính năng là nhẹ, nó xốp và nó có độ bền cao. Và thường mà những sản phẩm mà làm từ những lớp vải mà chỉ có thấm một chiều thì những sản phẩm đó có thể nói đến như là băng vệ sinh, tả cho trẻ em và tả cho người già. Loại vải này của Kabai á, thì đặc biệt là nó sẽ rất là mềm và nó co giãn tốt. Cái phần này á, cái phần thân lưng á, cái phần lưng thun này nó sẽ tránh cho bé bị tổn thương về da, thì không có bị lằn đỏ hay là không có bị mụn nước vì cái lưng thun này nó không có bó vào người bé chặt quá. Cái phần mối nối của tả Kabai này cũng là một ưu điểm của tả Kabai. Khi mà các mẹ kéo giãn cái tả này ra thì cái phần này nó cũng sẽ không bị đứt. Và được làm chắc chắn nhất cho các mẹ yên tâm sử dụng luôn và tránh cho bé bị tổn thương. Do cái phần mới nói này đôi lúc nó sẽ có những loại tả nó sẽ hơi cứng, nhưng mà tả Kabai thì nó không có cứng cái phần này. Rồi và cái phần mới nói này nó sẽ không có bị thụng xuống, làm cho cái tả nó không bị thụng xuống khi mà cái phần nước nó quá nặng, nó sẽ giữ ở trên hông bé. Cái khác biệt thứ ba của mình á, khác biệt thứ ba mình sẽ nói đến cái thiết kế của tả. Tả Kabai này sẽ có thiết kế là ôm sát mông. Cái thiết kế nó mỏng và nó ôm như vậy á, nó sẽ giúp cho bé là thoải mái. Bé mặc tả như chỉ mặc chiếc quần nhỏ thôi thì bé sẽ vận động nó dễ dàng hơn.
so với lại các loại tã dày trên thị trường. Thì nhất là trong cái thời tiết nắng nóng này thì mình mặc cái loại tã này thì không chê vào đâu được. Rồi tã thì nhờ cái hệ thống hút như đã nói khi nãy thì tã nó sẽ không có bị hiện tượng là vón cục ở dưới đáy, vì nó sẽ nở tròn đều và nó dàn trải ra khắp chiếc tã luôn. Nên là khi mà bé trong giai đoạn tập đi á, thì bé cũng sẽ dễ chịu hơn. Bé sẽ không có bị đi chân hai hàng trong cái giai đoạn mà bé đang tập đi. Nên là mình có thể yên tâm dùng cho bé. Và cái sự khác biệt, ba cái sự khác biệt đó thì mình có thể hiểu và giải thích cho khách để mà mình bán được nhà hàng nhiều hơn. Mình hiểu được về sản phẩm tả ca ba nhiều hơn. Thì sau đây là em xin hướng dẫn một chút về cái những cái lưu ý khi mà mình sử dụng tả làm sao cho nó hiệu quả nhất nha. Thì cái phần mà thời gian đóng tả thì các nhà sản xuất khuyên dùng là chỉ không đóng quá 6 tiếng. Còn là tối ưu nhất, khuyến nghị nhất đó thì mình nên đóng từ 4 đến 5 tiếng rồi ạ. Mùa nóng thì mình có thể đóng 4 tiếng cho bé. Ban đêm á, mình có thể thay tã 2 lần. Thì lúc mà trước khi bé đi ngủ khoảng 7-8 giờ, mình thay một lần cho bé. Trước khi ba mẹ đi ngủ có tầm 11-12 giờ, mình có thể thay thêm một lần để cái phần nước 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 cái phần mà bé đã đi vệ sinh ở trong tã nó không có bị đọng quá nhiều, nó không có bị tràn tã, thì lúc đó mình có thể yên tâm là cho bé ngủ đến sáng mà không sao. Rồi cái điều quan trọng á là khi mà bé đi nặng á thì mình nhất thiết là mình phải thay tã liền cho bé, tại vì cái lớp tã của carbide nó chỉ có một lớp ở ngoài là phần phải mà và một lớp ở trong là cái phần mà hạt thấm hút. Thì tả carbide không có dùng cái chất bảo quản, cũng không có dùng cái chất kháng khuẩn, cái mấy cái chất đó là bị cấm khi mà làm tả cho em bé. Cho nên là khi mà bé đi nặng thì cái lượng vi khuẩn phát sinh sinh sôi nó sẽ nhiều lắm, nó sẽ phát sinh nhanh, nên là mình hãy thay tả ngay liền cho bé sau khi mà bé đi nặng. Cái vấn đề chọn size cho bé thì cũng quan trọng lắm, giống như là khi mà bé mà mặc size chật quá thì bé sẽ bị hằn đỏ ngay cái phần da đó. Còn mà khi mà có khi bé nào mà da nhạy cảm quá thì cái phần lưng thun á nếu mà chật quá sẽ làm cho bé là bị nổi mụn hứa. Thì em cũng đã có gặp một trường hợp là bé do hơi mủng mỉm xíu, nhưng mà do chọn tã mình không có chọn tăng size cho bé, mình chọn đúng số ký của bé, thì cái vấn đề này làm cho bé bị mụn đỏ. Thì lúc này thì tư vấn cho khách lại khách chọn tã size tăng hơn, thì lúc này bé mặc thoải mái hơn, bé sẽ không còn bị cái mụn đỏ đó nữa. Thì cái vấn đề mà trước khi mặc tã cho bé thì mình phải vệ sinh cho bé, là nhưng mà sau khi vệ sinh mình cũng phải để cho bé khô cái mông của đã. Mình hãy lấy khăn khô mình lau cho bé trước, so trước khi mặc tã nha. Cái phần nước mà nó còn lại ngay cái mông của bé nó sẽ làm cho bé bị hầm bí và nó dễ bị nổi ngứa, nổi đỏ. Lúc này thì bé nó sẽ rất là khó chịu ạ. Còn mà nếu mà bé đã bị hâm rồi thì mình có thể bôi cái kem hâm hoặc là baby oil cho bé. Có trên thị trường thì có rất là nhiều loại. Cái loại mà con của em cũng đang dùng đó là Bementen ạ. Rồi, cái phần mà bảo quản tã nó cũng quan trọng lắm, để mà cái tã nó không có bị mất đi tính năng của nó là mình phải để nơi khô ráo nha. Rồi sau khi lấy tã thì mình phải đóng kín bao bì lại, kiểm tra hạn sử dụng, mặc dù là cái hạn sử dụng của tã nó cũng dài khoảng chừng là 3 năm ạ. Và tránh tiếp xúc tã với lại các chất lỏng hóa chất, nó sẽ giảm đi cái lượng thấm hút cũng như là cái tính năng của tã. Đó là những lưu ý khi mà mình sử dụng tã. Còn bây giờ mình sẽ xem cái video về hướng dẫn cái cách mặc tã quần và tã dán carbide cho bé nha. Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn cách mặc lại cấp tay cho mọi người để sử dụng hiệu quả nhất nhé. Trước khi mặc cho bé, hãy nới rộng phần thân ra để tạo sự thông thoáng tốt nhất. Phần thân này lúc nào đều như bạn nghĩ là nó chật, không phải như vậy đâu ạ. Loại thân này chỉ chật
án để chị làm rõ thứ nhất. Chính vì thiết kế on-site này nên cấp 3 có kiến nghị mọi người không nên chọn xe rộng. Các bạn đặt xe còn một phần này rất là mềm. Khi nó đặt không on-site thì sẽ bị bị chèn ra khi bé đang ngồi lúc ngủ. Vì vậy, khách coi khuyên các bạn thay đổi cho bé sớm hơn 3 đến 2 tiếng so với thời gian đang dùng điện thoại. Khách coi xin cảm ơn và chào mọi người. Dạ, đó là cái video hướng dẫn sử dụng táo quần của Kabai. Thì trước khi mặc cho bé, mình phải nới rộng cái phần thân, cái phần thun nó ra, cả cái thun lưng và cái thun đùi luôn, mình nới rộng hết mức ra cho bé nó mặc thoải mái hơn ạ. Còn đây là hướng dẫn sử dụng tã dán Kabai ạ. Dạ rồi, cái tải dán này thì cũng dễ sử dụng, mình chỉ cần để cái phần dán ở phía dưới, mình lòn cái miếng tải vô, rồi mình điều chỉnh làm sao cho bé mặt không bị quá rộng mà cũng không quá chật, rồi mình dán lại ạ. Dạ, cảm ơn anh chị đã theo dõi buổi chia sẻ về hai chủ đề hôm nay của em. Thì cái kiến thức này á, bên em đều có up lên drive của mình, thì anh chị nào cần lấy cái thông tin video cũng như là tài liệu, mình có thể vào group Zalo để bên em gửi cho anh chị nha. Bây giờ là những thắc mắc của anh chị cho BDB tại Kabai. Em sẽ giải đáp những câu hỏi của mình. Nếu mà có thì mình bình luận ở dưới cho em, để em giải đáp nha. Dạ, mình có câu hỏi nào không ạ? Dạ, trong lúc chờ đợi thì em cũng giải đáp một số thắc mắc mà trước giờ anh chị cũng hỏi nhiều ở trong cái group Zalo cũng như Facebook tư vấn của bên Tả Kabai. Thì cái mức giá, cái đầu tiên là cái mức giá 269.000 một túi tả. Em cũng có giải thích khi nãy trong cái sự khác biệt về cái chất lượng nguyên liệu ở trong cái phần thấm hút á, thì sự khác biệt về cái độ thấm hút này thì các hạt thấm hút bên Kabai đều được làm hoàn toàn từ các hạt hút ẩm cao cấp, và cái tả này, cái tả bên em là sẽ có giá cao hơn so với các cầm chung, vì cái đa số cái tả cầm chung thì sẽ dùng công nghệ là kết hợp bông và các hạt hút ẩm, thì và cái nguyên liệu bên em cũng nhập từ Mỹ và châu Âu. Cho nên cái mức giá 269.000 á, nó tuy nó cao hơn cái tả tầm trung một tí, nhưng mà nếu mà so với các hãng tả cao cấp á, thì cùng mình cũng nên rất là nên thử, vì cái mức giá này là siêu hợp lý luôn ạ. Còn mà anh chị thắc mắc về cái mức chiết khấu của tả Kabai ở trên sàn Shopee á, thì em cũng xin giải đáp một xíu. Thì hiện tại cái mức chiết khấu này á, nó đã được công ty điều chỉnh rất là tốt cho mình rồi. Tại vì cái hạn tả này á, là mình là hàng tiêu dùng thiết yếu, thì chủ yếu là nó sẽ nghiêng về cái số lượng nhiều hơn. Cho nên là mức chiết khấu này là trên sàn, mức chiết khấu trên sàn Shopee mà anh chị đang sử dụng á, là cái mức chiết khấu được coi là cao trên thị trường rồi đó hả? Còn về cái chương trình khuyến mãi, nếu mà anh chị có thắc mắc á, thì em chia sẻ đây ạ. Chương trình khuyến mãi mà bên em đang áp dụng từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7, khi anh chị mua 5 túi tả quần sẽ được tặng một túi tả quần size bất kỳ. Chương trình này được áp dụng trên app Shopee, anh chị có thể lên app Shopee và đặt ạ. Mình lưu ý cái thời gian để mà không bị trôi cái thời gian qua, nhớ cái thời gian để mà không có bị quên ạ. Dạ, em thấy anh chị tag rất là nhiều bạn bè vào xem, em cảm ơn nha.
Không biết anh chị có câu hỏi nào không ạ? Dạ. Cái thông tin chia sẻ hôm nay á thì có hai cái chia sẻ của em, đó là sự khác biệt của Takama trên thị trường. Mình có thể dựa vào cái sự khác biệt này để mà mình giúp cho khách hàng hiểu hơn tại sao mình phải chọn Takama. Thì cái này thì cái video này sẽ được lưu lại, anh chị có thể xem lại hoặc là nhắn tin Zalo cho em gửi ạ. Còn một cái phần sử dụng tả làm sao cho hiệu quả thì chắc là anh chị nào có con thì cũng đã biết được đa số rồi. Mình chia sẻ cho những anh chị nào mà sắp có con để anh chị đó lưu ý khi dùng tả nha. Dạ, yeah, không có câu hỏi thì em xin phép kết thúc buổi chia sẻ hôm nay nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.